Xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình rất hân hạnh được giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm chuyên dùng cho vỗ béo trên con heo thịt. Đấy, chuyên dùng trên con heo thịt và có thể dùng trên một số đại gia súc khác. Nhưng mà hôm nay mình muốn nhấn mạnh về con heo thịt, về thứ nhất là giá cả thị trường hiện nay. Thì đối với mọi người chăn nuôi thì ai cũng biết rằng là giá cả thị trường năm 2020 năm nay thì hết sức là kém, nhưng nguyên duy nhất có con lợn hiện nay là đang giữ một cái giá thành bán ra rất là tốt, mang lại cái lợi nhuận rất là cao cho người chăn nuôi. Vậy thì làm sao để xuất bán sớm con lợn nó đạt thành và đạt cân nặng để mình có thể mang lại cái lợi nhuận cao hơn, thì giới thiệu mọi người hôm nay đây là cái sản phẩm siêu tăng trọng Big Go Super, một cái sản phẩm mà nguyên liệu hoàn toàn được nhập khẩu. Nguyên liệu hoàn toàn được nhập khẩu về. Đặc biệt là cái đạm trong cái sản phẩm này rất là cao. Đây mọi người xem, cái đạm này cực kỳ cao, đạm chiếm tới 30% đạm. Và đạm này là đạm tiêu hóa mà người ta đã sản xuất trên cái quy trình mà khi mà đưa vào cơ thể con lợn ấy, thì nó có thể hấp thu trực tiếp được nhá, để đảm bảo cái hiệu suất tối đa của sản phẩm lên trên con lợn. Thì nó có đầy đủ các cái axit amin, vitamin và khoáng chất. Đấy, giúp cân bằng dinh dưỡng trên con lợn. Đặc biệt hơn nữa là cái tỷ lệ độ đạm nó rất là cao để giúp con lợn nó tăng trọng và phát triển nhanh hơn. Sản phẩm này ấy thì cực kỳ an toàn và hoàn toàn không chứa các cái chất cấm cũng như hormone, các cái chất cấm sử dụng cho chăn nuôi thì hoàn toàn là không có nhé. Sản phẩm này cực kỳ an toàn và có số đăng ký kiểm định đàng hoàng. Đây mọi người nhìn xem có cả mã vạch nhé. Đây một trong những sản phẩm mà hiện nay các cái trang trại lớn đang hết sức là tin dùng và nó mang lại cái hiệu quả cực kỳ cao. Con lợn sử dụng trên con lợn thịt từ 20 cân trở lên thì nó sẽ giúp rút ngắn thời gian nuôi từ 15 đến 20 ngày và đạt những cái tăng trọng bình quân chênh lệch so với các cái lô không dùng, nó từ khoảng 15 đến 20 cân lợn tùy theo giống lợn và điều kiện chăm sóc. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng vui lòng để lại số điện thoại bên dưới cái phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh của mình để được tiếp cận được tới những cái sản phẩm mà tốt nhất cũng như hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay.